Vâng, anh Hùng 34 tuổi. Vâng, anh Hùng ơi, thế thì bây giờ với các thông tin mà anh có đưa ra đó, thì bác sĩ em xin trả lời trước một chút. Đó là với các cái thông tin này của anh đó, thì cơ bản có lẽ là anh vẫn sẽ cần phải phẫu thuật. Bởi vì cái tình trạng của anh bây giờ đang gặp là có tình trạng bán tắc ruột gây ra do cái tổn thương u đại tràng bên trái. Và nó đã có di căn gan rồi. Cái tình trạng mà di căn gan này là đa ổ, thế nên là cái việc chúng ta mổ bây giờ sẽ là giải quyết cho anh cái vấn đề cắt cái đại tràng bên trái đi và lập lại đường tiêu hóa nối lại cho anh. Thế còn cái di căn gan này thì bác sĩ Nam chưa có được thông tin trên cái phim chụp cắt lớp để biết được là ví dụ như nó chỉ tập trung khu trú ở một hoặc là một hai cái hạ phân thủy thôi thì vẫn có thể cắt cái hạ phân thủy đó đi. Thế tuy nhiên nếu như nó di căn gan là cả hai bên trái và bên phải nhiều hạ phân thủy thì cái khả năng là mổ cắt cái nhân di căn gan là gần như không có và chúng ta bắt buộc sẽ phải lựa chọn phương án là tiếp tục điều trị bằng hóa chất anh ạ. Với cái tình trạng khối u của anh thì tôi nghĩ là anh đã có thể tiến hành phẫu thuật được rồi đấy ạ. Vâng ạ. Vâng, thưa em cảm ơn bác sĩ. Vâng ạ. Anh hãy giữ lại kết nối để có thể lắng nghe chia sẻ thêm từ bác sĩ Cúc ạ. Cũng Vâng. mong muốn bác sĩ Cúc chia sẻ thêm đấy là ung thư đại trực tràng thì thường là có di căn gan hay không và hướng điều trị tiếp theo của anh ấy sau mổ có thể là như thế nào. Thì xin mời bác sĩ Cúc sẽ cho anh lời khuyên ạ. Vâng. Vâng. Xin được cảm ơn anh Hùng đã gửi câu hỏi đến cho chương trình. Thế thì cũng như bác sĩ Nam đã chia sẻ thì với những cái trường hợp mà như của anh tức là ung thư đại tràng đã có di căn gan, nếu như mà bệnh nhân mà có cái biểu hiện của cái khối u tại chỗ tức là khối u đại tràng mà có cái biểu hiện gây ra cái chuyện như là bán tắc ruột tức là khó đại tiện hoặc là có thể gây đau thì chúng ta vẫn có cái chỉ định đó là mổ cắt cái khối u tại chỗ. Tuy nhiên thì với cái trường hợp mà tổn thương ở di căn gan thì có một cái tỷ lệ bệnh nhân khoảng 20%. Những bệnh nhân di căn gan thì thuộc cái nhóm mà di căn gan gọi là di căn gan giới hạn, tức là không phải lan tràn, có thể là thường là dưới 3 ổ hoặc khu trú thì vẫn có cái chỉ định đặt ra đó là phẫu thuật cắt cả các cái tổn thương gan sau khi mà chúng ta điều trị hóa trị. Và cái thông tin mà anh có đưa ra rằng là sau khi mà anh điều trị được 6 đợt đánh giá lại bệnh đáp ứng khá tốt, đó cũng là một cái tín hiệu tốt. Chứng tỏ là bệnh đáp ứng với hóa trị và sau thông thường là sau 6 tháng tức là sau khoảng 12 đợt thì bệnh nhân sẽ được đánh giá lại. Nếu như mà bệnh mà đáp ứng tốt thì bác sĩ hóa chất thường là sẽ hội chẩn với lại bác sĩ ngoại khoa để đánh giá cái khả năng cắt gan, cắt cái di căn gan trên cái tổn thương của bạn. Đó thì nếu như mà với các cái trường hợp mà ung thư đại trực tràng di căn gan mà có thể phẫu thuật cắt bỏ được cả khối u nguyên phát, cả khối u đại trực tràng và cái tổn thương di căn gan thì đây vẫn được coi là một cái nhóm có tiên lượng tốt và cái cơ hội mà có thể chữa khỏi là vẫn có. Nó khác với những các cái trường hợp mà ung thư giai đoạn 4 khác. Thì ung thư đại trực tràng giai đoạn 4 mà chúng ta có thể đạt được cái phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ cả khối u nguyên phát và cái tổn thương di căn. Và cái điều trị mà sau đó thì sẽ phụ thuộc vào cái đáp ứng trên sau khi mà bạn được phẫu thuật thì sẽ có cái kết quả giải phẫu bệnh và phụ thuộc cả vào cái đáp ứng trên đó thì sẽ có cái hướng điều trị tiếp theo. Đó là cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ thêm. Vâng, em cảm ơn bác sĩ. Vâng, chào anh nhé.